Rồi, alo, xin chào tất cả các bạn. Mình là bắt đầu rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau chơi bài tiếp. Rồi, thì ok. Chúng ta tiếp tục với là cái bộ Phong Thành Đại Hải này. Nhưng mà tất nhiên như mình nói đó, bộ bài này chủ yếu sẽ tập trung vào dị quái, nói chung là thủy quái, nói chung là thủy long dị quái cổ quái ha. Nói chung là tên nó mình đặt lung tung rồi, giờ mình chảy nhớ tên gốc của nó là cái gì thôi, cứ gọi nó thích gì gọi đấy các bạn ạ. Cổ quái thủy long gì cũng được, nghe hay hơn á, cổ quái thủy long. Thay cho cái tay người đánh cá huyền thoại thôi, nói chung là mình không có ý định là mua câu cá mà mình cũng chưa đọc bộ đó nha các bạn, thông cảm. Rồi đây con này nằm xuống đi để mình coi coi ảnh dở trò gì cái đã. Lãnh chúa độc dược đâu, ra đâu đi. Rồi, áo. Ok, không sao, không effect cũng được. Con này mà nó 1.500 à, mà con này phá nó là mình trả tiếc các bạn. Bản Yugi 1.500 hơi tiếc, nhưng mà qua đây 1.500 trả đáng nhiều. Ây da, thiệt là lợi hại quá đi. Bách niên thi nhãn, thi triển nội công, nhưng mà thiết giáp nhân mã là cũng phải xuống mộ thôi. Rồi bây giờ chiến binh quá là tức đâu. Bắn. Rồi, ok. Nhưng mà bộ bài này nhiều quái mạnh ra, mình chơi nhiều khi thấy Phong Thành Đại Hải chưa thành công, mình đã thắng trước rồi. Ây da, mặt nạ bạo lực á. Hảo à. Hảo hảo, ồ, mấy gái này vô mà đứng quýnh hay quá. Nhưng mà có điều là ảnh đánh giá mình cũng hơi thấp rồi, xong cho cái mặt nạ đi luôn. Bay vô lại đi. Rồi khoan đã, chơi tới cái bình đi các bạn. Quăng cái này ra luôn, mình câu giờ tí. Câu giờ đại pháp. Rồi tiếp tục, tiếp tục. Yo yo yo, la 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 la. Coi coi anh chơi cái kiểu gì đây. Từ từ, để coi đã. Khoan hãy nóng. Anh có một cái trap ở đây. Để coi tiếp tục nào. Hai lá. Đợi hết ba lượt mình chơi luôn thể. Rồi, ok, không sao, tiếp tục qua lượt. Rồi cái gì nữa đây? Ba hai lá tráp ở đây nguy hiểm lắm nha. Rồi hai. Dở lên. Trời ơi, quýu chưa anh? Trời, ba con này. Rồi thôi nằm xuống thủ. Hai. Tốt. Tuyệt vời. Thật ra cũng không tuyệt vời lắm tại mình mất bài. Ok, đại hải có rồi. Một cái hố axit. Raikiri. Con quỷ 2004. Thần ra, con quỷ ngồi ghế điện. Tội nghiệp ảnh không ra được cái gì hết. Ok. Ta lấy con nào lên giờ trời. Ta lấy con này đi cho đỡ phí. Rồi, ok. Đại hải ra. Rồi. Ok. Ok. Rồi ok ok, vậy chịu rồi, không còn cách nào khác. Để coi có ảnh dở trò gì với mình. Bài trên tay thì nhiều đấy mà có xài được hay không. Không nói nhiều, cho thanh niên này xuống hố ngay lập tức. Ây da, ảnh cũng dụ mình phết chứ đùa đó. Để tráp nhiều dễ ai dám chơi nữa. Ông này ổng chơi Malaya nhỉ. Rồi đây, nâng cấp con rùa của mình lên, thật ra là giảm cấp thì đúng hơn. Chẳng qua là thêm skill cho nên nó yếu đi xíu thôi mà. Rồi, ok. Từ từ đã. Không nên manh động các bạn. Anh em bình tĩnh, chớ nên manh động. Con này tầm thường. Dở lên.
chuyển hướng tấn công các bạn. Cái này không phải là phản đòn mà là chuyển hướng tấn công. Tại dạng như nó hút vô rồi nó phản lại thôi. Rồi, ok. Trời ơi, có con này ở đây luôn. Rồi, cái này pha này để dụ ảnh nè. Đảm bảo anh phải có cái lá gì đó ở đây. Sao mình nói mà. Đấy, chúng ta phải, đôi khi chúng ta phải giả bộ bị mắc lừa các bạn. Rồi, ok, từ từ. Thế này chúng ta không được manh động. Cái gì đây? Ồ, cuồng phong. Đây là không có kháng phép ở đây, mình hơi bị lỗ. Cái gì nữa? Rakigi, cái gì ạ? Anh em nãy giờ là cũng có lý do. Nhưng mà xui cho ảnh là mình lại có Myrofor mới chết ảnh. Rồi, ok. Để coi ảnh có cái gì nào. Biết ngay là phải có kháng phép chứ. Làm gì không có. Rồi, ok, lãnh chúa độc dược đâu. Chơi một phát đi. Tính ra cái móng con này nó cào nguy hiểm thiệt. Nó cào phát chắc sượt mép luôn á các bạn. Rồi để coi ảnh dở chiêu gì ra. Gì mà phép nữa hả? Rút 3 lá bỏ 2 lá. Phép nữa. À, ảnh binh chi kế. Chà, giá này mà đến chơi trap nhiều quá. Ây da, có lá này luôn. Hảo hảo à. Rồi ok, không sao, mình đợi được. Không sao, không sao, không sao. Rồi để coi. Ảnh không có bài để up xuống luôn. Rồi ok, mình up cái lá này xuống. Con này xuống luôn trước đi là tính. Rồi ok. Ảnh mà tự bóp 300 rồi không có làm gì hết. Mà anh vẫn hỏi mình có phải đang cố làm ảnh giận hay không. Thiệt khổ ghê, ông anh này mà nhạy cảm quá. Cái trời bắt bài của mình. Rồi ok, ảnh tự mất 300 nữa. À, chắc là để xung quanh biết ngay mà. Ảnh tính bắn cái con anh tính lấy con ngồi cái điện ra, hoặc là con ta có 2.4 đi rồi thì giờ chỉ có con ngồi cái điện thôi. Thần ra thì anh đang cầm trên tay, mà khổ nổi thì thần ra trong trường hợp này lại dở cho ảnh rồi. Thật ra tại vì ảnh, nếu mà ảnh còn lá hồi sinh thì ảnh gọi thần ra lên được. Cứ kiểu này mình kéo sạch bài ảnh luôn. Ở bên 600 nhưng mà ảnh đang gần hết máu rồi, máu mình còn đầy. 600 giờ không đáng. Rồi ok. Dạ, mình không lấy được cái la ma điểm ngủ ra hơi buồn. Hồi sinh nữa. À cũng được đi. Rồi đây. Bay ra rồi lại bay vào. Rồi, đầu tiên là úp cái con này xuống. Special summon con này ra. Để coi nào, mình cho con này biến luôn đi. Lấy nó ra cho đây có con summon nào đó chơi cho nó đa dạng chứ, các bạn nhìn cho nó đẹp thôi. Rồi ok, bắn. Không có gì hết rồi, mình bị anh dọa. Một phát hết luôn. Mình vẫn thích linh hồn của nước hơn con này các bạn. Nói kiểu gì nói, mình vẫn thích cái linh hồn của nước đẹp hơn. Cô gái quá đẹp luôn, qua đây nó biến, cái con này nhìn nó mất cả thẩm mỹ. Lá bài này kêu mình đem, mặc dù biết nó lợi hại, nó hay á, nhưng mà kêu mình đem chân nó, mình cũng chả muốn đem chân. Cái con cổ quái chỉ lâu mình lấy ra hơi khó vậy. Thật ra điểm thủ của nó thì mình gọi nó bằng con ba mắt được nè, nhưng mà tại vì nó là dạng như phải đè, có dù mình nhiều khi mình muốn chơi gian á, mình gọi con gấu mẹ ra, nhưng mà con gấu mẹ nó là chỉ gọi được những con nào mà điểm công dưới 1.500 thôi. Rồi đây, úp con này xuống. Để cái này xuống, có gì con này vừa chết cho mình gọi nó lại nữa. Vậy nó mới sắp hàng. Rồi ok. Chế cà chua chọi chết con tam mục nị quỷ của mình. Rồi ok.
chúng ta lấy một lá bài, và lá bài đó không thể nào bài nào khác ngoài lá bài này. Rồi, ok, không dễ ăn vậy đâu. Tam một nữ quỷ trở lại. Cuối cùng nó cũng xuất hiện rồi, nhưng mà xuất hiện không đúng lúc, cho nên nằm xuống đi. Rồi sau mình lại được rút lá nữa. Bài trên tay mình thì rất là nhiều, thành ra không cần phải lo. Đây có cái bình đi luôn. Rồi xong. Có gì chơi ảnh dễ. Tiếp tục nào. Vô Ale. Ây da, mặt nạ bạo lực. Ây da, con rùa của mình. Ây da, phải dùng tới cái bình thôi. Lấy cái bình ra quả thật không sai. Đây, thật ra con này nó chết để mình gọi con này ra cũng là ý hay. Rồi ảnh tự trừ ảnh ngàn, coi như mình cũng thành công, tại mình có mất miếng máu nào đâu. Ảnh có quyền, ảnh có thể bỏ mà ảnh không bỏ đó chứ đùa đâu. Rồi loại được con này ảnh đỡ. Ôi trời, ảnh lại có ma điểu linh vũ à, có ma điểu pho luôn. Rồi cái thằng chỉ huy lực lượng gắt cổng, trái cà chua thần bí, cà chua thần bí hay cà chua gì cũng vô nồi canh chua hết anh ơi, khỏi lo. Rồi đây, ok, con này lại đỉnh quá. Có bạn hình như hỏi mình là có bộ hỏa thế hệ mới không, cái bộ đó chắc có nhưng mà nó nằm bên bản Legacy với nó chắc không nằm bên bản này rồi. Bên đây thì cũng có mấy con hệ hỏa xịn xịn nhưng mà nó chắc cũng không phải thế hệ mới gì đâu. Rồi quăng cái lá đại hải ra là biết liền, biết ngay là phải có chiêu chứ làm gì cũng có được. Rồi xong, chơi phải xài chứ không thôi hồi không xài nó mất cũng vậy à. Rồi đây special xuống mình con này ra, cho con này biến luôn. Đây đang được bút ngon mà tội gì không xài. Gọi thêm con này ra nữa. Ảnh có lá chống công không? Chắc chắn là phải có rồi. Đây coi như mình chấp ảnh. Mình biết ảnh có ba đô kho nhưng mà mình chấp. Đây cho trận thế nó cân bằng chứ mình giờ mình đang mạnh quá. Ở đó nếu mà nãy có cái lá đại hải đây mình coi con này ra nó đỡ lo. Rồi ok. Cái gì đây? À, hất bài mình vô luôn. Rồi ok, lá này cũng chả dùng. Cái gì đây? À hồi xem. Rồi chỉ huy lực lượng cắt bộ thôi mà, có cái gì để nguy hiểm đâu. Cho bắn phát á. Rồi ok, không vấn đề. Rồi con này nằm xuống, chuẩn bị lấy cái bình ra chơi chặt nữa. Hey hey, vậy thôi chả gì nhiều. Tiếp tục đi. Kêu gáp hả? Này thì thấy con này của mình là cũng yếu rồi. Rồi chưa biết là mình gọi con gì lên thôi. Đây tất nhiên là mình gọi con này rồi. Đấy mình, chứ mà dán bài này giờ cân bằng hơn rồi. Chứ nãy mà mình biết mình cho nằm ngang qua hết, mình để một con chịu đòn thôi á, thì giờ dư sức mình kéo hết máu ảnh luôn. Rồi đây nè, mình cho mình nó nổ dĩa để cho con này nó diễn với. Con này nó chưa có dịp diễn. Nói là chơi nó mà chúng ta chả bao giờ chơi cũng kỳ. Rồi đây, bài nhiều thế. Rồi đây hai. Oh yeah, hay quá, có đại hải rồi. Con này lên luôn. Thành công. Take this. Gì đây? Oh, lại nữa hả? Rồi ok, gì cũng bị phong ấn. Phong ấn thì được ngay. Ok. Rồi xuống.
xuống, quăng ra. Rồi, ok. Chúng ta từ từ đã, tại vì mình cần phải đè con này. Từ từ, không nên nóng mà làm càng này, để có ảnh ra bài bắt về đè đó mới dở cái lá cái bình này lên chơi. Thất bại rồi. Bây giờ con này chắc luôn. À không, con này á. Cực kỳ cảm ơn. Rút bài luôn, rồi cho rút. Gì nữa? Một bữa nay ai chơi với mình cũng ba phép không ta? Rồi, hồi sinh đi. Bắt con cá mập của mình. Cũng không có làm gì được. Rồi, em xin lại. Thứ nhất là em bắt anh dở bài lên con gì đó. À, là con này. Con này thì nó lại lấy cái microphone. Anh lại lấy microphone. Rồi, ok. Em xin lại cá mập của em tí. Rồi, em xin phép đè nó luôn. Đấy, thế trận giờ nó mới hấp dẫn. Rồi đây, qua lượt. Còn anh chơi chiêu gì? Úp xuống là để dụ mình bắn đó. Nó ở đây nhưng mà mình không làm chơi thôi. Đây, vệ binh đó là tiếp ra trận nhưng mà đỡ yên đó không bắn. Cố thủ không đánh các bạn. Ây chà, lại dở trò. Không dễ thế đâu. Đỡ thì kêu của ta. You should never have come yet, Zuma. I have to separate this chap from the weak. À, là con này. À, anh tính kéo con này của mình. Rồi ok, 100 máu là vấn đề, bị ảnh kéo bài mới là vấn đề các bạn. Rồi xong. Có lá này ở đây à. Cũng là kháng phép thôi. Rồi đây, để coi ảnh làm gì mình tiếp. Đang có lá này ở đây anh không có làm gì được trơn á. Rồi ok. Cái hai bên cái con này nó đang ở biển rồi thì không sợ, nhưng mà rồng đấy về biển rồi là không lo. Đây chắc cảnh có cắn phép. Không có rồi. Rồi ok, hai đứa mình chơi thách nhau kiểu này cũng vui. Rồi đây để coi ảnh còn dở chiêu gì ra nữa. Thôi xin chi thuật. Rồi cũng không sao, con này của ảnh yếu hơn con của mình mà. À, ê, 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 này nguy hiểm. Ây da, mình bị ảnh chơi rồi các bạn. Trời, dáng này mình tính chấp ảnh mà nào ngờ mình thua ngược hơi nhiều. Con này thì nó ở biển mà phải có phong thành nữa. Chứ còn con này nó ở biển không thì nó chỉ miễn nhiễm với phép thôi. Nãy các bạn thấy không, ảnh có thể bắt con này của mình nhưng anh lại chọn bắt con mình bên đó là tích đó. Lý do là tại như vậy. Mình không có bà. À hay quá. Còn chơi được. Đây đây, dáng này như vậy mới hay nè. Đó, mình rơi vô thế yếu mà mình vẫn lật kèo được, cái đó mới là cái hay. Rồi ra bài đi anh. Rồi đây thôi, Kamayoko ba con cũng được. Này thì mình mất 500 nữa thôi cũng không sao. Rồi coi ra cái gì nữa. Trời ạ, là cái lá này. Rồi để coi ảnh còn phép gì để chơi không. Con này làm gì nhau bắn được cái 500 à. Mà nó kia bị con này bắn chết quê lắm nha. Ít như con này nó có chi tiết lục công, nó hút khá đau. Rồi ok. Khi con này bắt về thấy nhục quá. Mình còn cổng máu cho ảnh nữa. Rồi để coi ảnh chơi cái gì tiếp. 500 nữa. Chà, bị con này nó kéo máu tới chết à. Rồi, cuối cùng cũng ra được cái lá này. Tất nhiên là ảnh thì không có chơi được mình rồi. Con này nó đâu dám bắn con này lại giờ.
Lại dở rồi. Thiệt, đánh ra con này đúng lúc quá. Rồi, ok. Không sao, vậy đi, có ăn có thua rồi. Anh em mình làm dáng cuối cùng nào cho nó quyết định giang sơn. Chứ mà như chơi cái kiểu kia không vui rồi các bạn. Giá này nó không mà nãy giờ tập này kết thúc lâu. Đây, ok. Đây, thủy độn. Quăng con này ra luôn, giống như thách anh đánh mình vậy đó. Rồi, đây. Rồi. Chơi luôn, thủy độn, thủy long đạn. Rồi. Từ từ khoan đã. Ok. Chúng ta lấy cái lá bài ra dự phòng nè. Cuối anh còn cái máy khoan các bạn. Rút 3 lá bỏ 2 lá. Rồi ok. Rồi ok. Ok. Nhiều đấy. Nhưng mà cũng thường thôi. Rồi mình lấy lá bài lên. Có gì nó nổ nó chết mình lại gọi là có bài khác nó chơi tiếp. Rồi ok. I think not. Your struggle is over. Rồi chả sao cả, mình cũng đoán là mình phá lắm mà Rupo anh bằng cách này mà. Để coi nào. Giờ thì mình lấy tay lá này ra. Đây. Nhưng mà nãy tự nhiên mình ra cắn phép nhiều quá mới thua thôi. Nó sổ lá khác ngon hơn đã tốt. Bài ảnh đang về thì mình không có dám cương. Không thành đây rồi. Đây. Để coi ảnh đến dở trò gì. Thấy con cá mập máy móc của mình là thấy cũng yếu rồi đó. Thấy quái năm sau mà có thể gọi ra một cách dễ dàng không? Đây rồi, ma điểu linh vũ. Chơi. À, có kháng phép ha. Ok, anh bỏ con này cũng được. Úp con này xuống vậy. Rồi, để coi anh ra chiêu gì nữa. Rồi, ok. Đã bắn xuyên giáp hơi đau đó. Nhưng mà không sao. Gọi con này lên. Ảnh cũng được gọi một con. Anh úp thì anh gọi là cháp. Mình úp thì mình để gọi bài. Rồi, ok. Rồi, có phản đòn đây. Bắn. Biết ngay là có chiêu mà. Rồi, chấp nhận mất con cá mập thôi. Đấu với Maric là chúng ta phải tỉnh các bạn. Nóng nó lên cái là chúng ta dễ đi lắm. Rồi để coi anh làm được cái gì mà. Chà, có quả đốt nhà các bạn ơi. Hay đấy, hay đấy. Rồi ok. No, từ từ đợi thật ra ra mình chơi luôn phát nó mới thấm đòn. Như đây thấm tháp gì. Rồi gọi lá bài nữa lên. Đây lấy một cái bình này ra chơi. Cháp của ảnh khá là nhiều rồi đó. Đó chính là cái hạn chế của mình khi mình đối đầu với ảnh. Đây. Chơi. Đừng hòng gọi tráp lên lần nữa. Em tính hết rồi. Anh đừng lộn xộn. Đây, mình cầm sẵn lấy dây tàu mặt bằng đây rồi. Anh tàu lao rồi mình giải tỏa luôn ấy. Ây da. Rồi thôi đúng ý mình rồi. Đây. Giữ con cá mập lại để còn xài. À, không.
ra để gọi đồng đội vô thôi, chứ không phải là để ra luôn. Rồi ít nhất có lá này ở đây mình đỡ buồn. Phá đi ra là tự truyền hay trời. Nhưng cái thế này mình lo quá. Để coi còn cái gì để chơi nữa không. Mở hồn tưởng còn nữa chứ. Hết hồn chim án. Nói chung án là án báo thôi chứ. Chứ làm được cái gì đâu. Hồi sinh à. Rồi ok con gì đây. Con này hả à? Úp xuống à. Rồi con này nằm xuống. Chơi 300 nữa. Kéo máu ảnh ngược lại từ từ. Chúng ta không cần phải gấp. Rồi ok để coi anh dở chiêu gì. Rồi biết. À sao con này. Con này mà cũng làm tàn. Not bad. Ây da. You're merely postponing the inevitable. Bắt đi thì nhãn đây rồi. Khoan đã, chưa nên vội. Chiến 500. Not bad. Rồi, để xem tiếp nào, cái gì đây. Xung quanh càng tốt nhá. Con này à. Ở con này ra, úp xuống như nữa lên chi dọa ma nhau à. Rồi, rút bài thành công. Trời đất. Kệ nó. Rồi, chơi, cắn nó cho anh. 300. Cứ mỗi lần cắm mặt của mình táp miếng là 300. Con này là con chi? À, là cái đứa gác mộ rồi các bạn. Rồi, từ từ, không có gì phải vội. Đây, chúng ta từ từ mà thưởng thức cái nỗi đau của ảnh các bạn. Một lá bài nữa đã được úp xuống, không biết là cái gì. Rồi, lãnh chúa độc dược đâu. Rồi, cùng thưởng thức niềm vui nào. Rồi, nhắc ma mình mà được. Đấy. Chơi lội ngược dòng về nó mới video, nó mới hấp dẫn. Dán hồi nãy có thể là mình thua thật, chứ không phải là mình cố tình thua. Nhưng mà dán này là mình quýnh hết sức thật nè. Đó, mình lật kèo ngược lại liền. Đừng nghĩ là anh có thể dễ ăn được em. Rồi thôi, nói nhiều quá cho xin mấy lá bài đi, khổ quá rồi. Rồi. Bài gì? Ồ, oh, lá bài nhìn rất xinh. Cái con này bên bộ phong khá là ngon rồi nè. Tất nhiên là giờ không được đổi, mới đổi rồi ai cho đổi nữa. Có cái gì đâu mà can be, khổ quá rồi. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình á. Mình là Lâm Anh Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.